Xin cảm ơn Asus đã tài trợ chuyến đi Computex 2023 này. So, what is this product? This is our ROG Matrix RTX 4090. 4090, yeah, okay. 4090. But what is the... I know that a lot of graphics cards have like the AIO included, but what is the difference of the Matrix? We use a full customized AIO solution, and also we're the first one embedded the liquid metal solution. Liquid metal? Yeah, liquid metal solution. But is there any, what is the special, are you using an AC-Tech pump or something? We're not able to talk about business secret, right? Yeah, yeah, yeah. Okay, but I read... optimized everything. Optimized everything, yeah. And the design also. Is there anything special about the fan or the RAD or anything else? We use the size is a 360mm radiator. We also make it thicker. And thicker. Also the pump, we also optimize this. The pump, yes. Like I mentioned, we basically optimize all sales to generate a great thermal performance. And also regarding the cable management, you can see that inside this part we have the cables, and also we use the magnetic fans. Magnetic fan, maglev fan. Magnetic, so to attach each fans, and also so we don't have to have a physical cable. Okay, so like a smart connector without any cable. Okay, I understand that. Thank you very much. Vì dưới đây là chiếc card Matrix 4090. Và chiếc card này thì đã được Asus tối ưu lại để cho tạo ra một cái phiên bản AIO khác. Thứ nhất là chiếc card này sẽ có là một chiếc tản nhiệt AIO 360 ở bên trong nó. Và bên trong này thì sẽ được sử dụng đó chính là Liquid Metal, tức là tản nhiệt kim loại lỏng đây anh em ạ. Đây là một trong những hãng đầu tiên sử dụng cái loại tản nhiệt như thế. Với cái tản nhiệt như này thì sẽ đảm bảo rằng đưa được cái gọi là trải nghiệm tốt nhất, những cái gọi là nhiệt độ mát nhất, và giúp cho các anh em có thể tối ưu được về hiệu năng và cũng như là về mức điện và cả nhiệt độ nữa. Bên cạnh đó thì chiếc tản nhiệt này đã được nâng cấp về độ dày RAT. Anh em phải hiểu rằng bây giờ đa số các RAT đều là RAT loại mỏng, nhưng mà Asus dùng RAT loại dày khiến cho nó có hiệu năng tản nhiệt cao hơn. Đồng thời Asus cũng đã phải nâng cấp cái phơm của họ để có thể đẩy được cái mức nhiệt mức điện mức cái số lượng nước như thế. Ngoài ra thì quạt này là không phải là quạt bình thường. Đây là quạt kết nối magnetic, tức là cái quạt này nó sẽ, anh em nhìn quạt mini ấy nó kiểu như thế, nhưng mà nó được dính bằng 500 cơ, nó dính bằng 500, và tất cả các dây đây này, anh em nhìn này, tất cả các dây nó đi đúng một dây thôi đến đây, và được tối ưu đường dây nhất có thể để đảm bảo rằng không có một tí dây nào trong vỏ cây của anh em cả. Nói chung đây là một sản phẩm mới, và đây sẽ là một sản phẩm tối thượng dành cho những em nào mà đam mê máy tính, là người nhiều tiền và đi Ferrari đó. Còn cả này thì mua về đá cháy luôn. Nói quả chung là anh em ạ, 4090 đã đắt rồi, nay còn đắt hơn với cả sản phẩm này. Chỉ có thế mà thôi.